Bệnh viện Trung ương Huế hiện đang điều trị cho nhiều bệnh nhân COVID-19, đặc biệt là những bệnh nhân nặng chuyển từ vùng dịch ra. Hiện bệnh viện đã sẵn sàng mọi phương án thu dung điều trị, huy động nguồn nhân lực, các nhân viên và chuyên gia y tế đầu ngành được Bộ Y tế chi viện để điều trị cho bệnh nhân. Là đơn vị được Bộ Y tế chỉ định thu dung tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19 được chuyển từ các tuyến ra, Bệnh viện Trung ương Huế đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để tổ chức cách ly điều trị cho các ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Mọi cơ sở vật chất và các phương tiện máy móc thiết bị luôn sẵn sàng. Đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm thay nhau túc trực 24/24 giờ để kịp thời ứng phó với mọi tình huống bất chắc. Một cái khu cách ly ban đầu là khoảng độ 50 giường, có thể đưa những bệnh nhân nặng theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng và quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, như những bệnh nhân đang thở máy, những bệnh nhân có thể phải chạy ECMO, hoặc là những bệnh nhân thận nhân tạo, những bệnh nhân mà có cái bệnh nền thì cũng được chỉ đạo là có thể là đưa về bệnh viện trung ương cơ sở 2. Và trên cơ sở như vậy thì bệnh viện sẽ thu cuốn chiếu dần dần và đưa những cái bệnh nhân bình thường từ cơ sở 2 về cơ sở 1 để điều trị, và ở đó thì chỉ điều trị cho những bệnh nhân có COVID chương cũng như là các bệnh nhân ở cái khu vực vùng dịch. Hầu hết các bệnh nhân điều trị tại đây đều ở trong tình trạng nặng, mang nhiều bệnh lý nền. Bộ Y tế đã chi viện các bác sĩ ở Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Chợ Rẫy đến hỗ trợ. Những chuyên gia y tế đầu ngành cũng thường xuyên hội chẩn, trao đổi trong quá trình điều trị cho bệnh nhân. Những bệnh nhân mà chuyển từ các bệnh viện mà đã được thông báo trước rất nặng thì mình phải làm sao mà cố gắng là đưa thẳng vào trong hồi sức để có thể hồi sức luôn. Các bạn cố gắng tạo một cái đường vận chuyển thật nhanh, tránh để cái tình trạng mà nhận bệnh rồi đợi chờ thì nó ảnh hưởng đến các bệnh nhân nặng của các đơn vị khác. COVID-19 sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, con đường chống dịch xác định là còn khá dài. Bệnh viện cần phân bổ nguồn nhân lực hợp lý để có thể ứng phó, cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân được chuyển về từ các địa phương khác đến.